Tất niên quê tôi. Hôm nay mới là 24 tháng 11 mà bắt đầu tất niên. Công tác chuẩn bị. Đây mới là công tác chuẩn bị thôi ạ, chưa xong ạ. Tiến đi chà. Tất niên sớm của quê tôi. Nhìn đẹp nhở, như kiểu là bún mẹt á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.